và cũng có ý kiến là Phạm Thoại bỏ tiền đầu tư làm phim để tẩy trắng cái quá khứ của mình. Thì Thoại nghĩ sao về ý kiến đó? Anh Hùng có lẽ hơi một trong điều khó đối với Thoại, nhưng mà các bạn có đồng ý của Quang Minh là Thoại có một cái nét duyên dáng không các bạn? Là Duy đã và Duy lại chấp nhận là với Phạm Thoại. Ai cũng có khởi đầu, ai cũng có khởi đầu. Và bản thân Duy cũng xuất thân từ một diễn viên múa ba lê, không phải diễn viên điện ảnh. Nhưng mà Duy đã rất là thành công trong điện ảnh. Chào Thoại, thì đầu tiên phải chúc mừng em là tôi thấy được cái sự nghiêm túc của Thoại, là cái sự cố gắng trong từng cái sản phẩm của Thoại. Tuy nhiên thì cũng có vài ý muốn góp ý cho Thoại. Cái thứ nhất là cái này góp ý trước nha. Thứ nhất là tôi thấy được sự nỗ lực của Thoại đó, nhưng mà cái sự nỗ lực đó nó gần như nó hầu như là nó chưa đạt. Thứ nhất là những pha đánh võ của Thoại. Tôi không biết Thoại tập bao lâu nhưng mà cảm giác nó vẫn còn hơi lỏng cọc, không biết Thoại có thấy hay không. Cái thứ hai là cái tâm lý của Thoại lấy vẫn chưa được. Tất nhiên tôi không đòi hỏi Thoại phải là một diễn viên quá xuất sắc, nhưng ít ra là mình thể hiện được cái tâm lý đó, đặc biệt là trong cái cảnh mà Thoại và anh người yêu ở cái phần hiện tại á, khi mà đọc được tin nhắn thì tôi vẫn có cảm giác là Thoại hơi gồng khi thể hiện tâm lý đó. Cái thứ ba là đôi chỗ cái Thoại của Phạm Thoại, cái chữ L và N nó vẫn còn, nó bị ngọng và nó chưa được chuẩn. Cái thứ tư là cái ngoại hình, thì nghĩ là Thoại phải nên giảm cân chút xíu. Nếu như Thoại có ý đồ, có ý muốn là mình sẽ theo cái nghệ thuật chuyên nghiệp, hoặc là tôi nghĩ là Thoại cũng hoàn toàn có một cái có quyền mơ ước là mình không chỉ là phim trên TikTok, biết đâu đó một thời gian sau mình có thể đứng ra sản xuất một bộ phim điện ảnh chiếu toàn quốc, chiếu trên toàn quốc. Nhưng mà để đạt được cái vị trí đó thì tôi nghĩ là Thoại cần phải cố gắng nghiêm túc, mình học tập thêm, chẳng hạn như đi học về diễn xuất, về đại từ này nọ, thì không biết là Thoại nghĩ như thế nào. Cảm ơn câu hỏi của anh. Thì để chia sẻ đầu tiên thì có thể nói về diễn xuất, thì đây là bộ phim đầu tiên của em tham gia và em làm diễn viên chính. Khi mà bắt đầu phim em cũng rất là lo, vì bản thân em thì không có học diễn xuất qua bất kỳ đâu, nên là khi mà làm việc với tất cả mọi người thì mọi người đều chỉ hướng dẫn em tất cả, ví dụ anh Hữu Đằng này, rồi là Quỳnh Lương này, anh Steven, cô Mỹ Duyên, rồi là chú Minh, tất cả mọi người, đến mỗi phân cảnh của mọi người là mọi người đều nói em là phải như thế này, phải như thế này, hoặc là cái cách thể hiện của mình nó phải như thế này, là mọi người đều chỉ bảo. Nó có nghĩa là bộ phim này ra em nghĩ cũng là một cái điều thiếu sót của em khi mà em chưa hoàn thiện được bản thân rất là nhiều. Còn về cái việc ngọng L với L thì em chia sẻ với mọi người này, khi mà em đóng phim á, lúc đầu là em nghĩ là phim cổ trang thì mình phải kiểu như là xéo sắc, hoặc là mình cảm giác giống như là nội cung, gọi là thâm thâm cung bí sử á, kiểu vậy á. Thì khi mà em ngồi với anh Steven, anh có nói là em đừng, em như thế là không ai coi em và em không diễn được A đâu, vì thực sự là để diễn được một cách cổ trang rất khó. Và đây là bộ phim xuyên không, có nghĩa là nó nói về chính con người em là một nhà sáng tạo nội dung. Khi mà từ thời hiện đại qua quá khứ thì em ngọng hay không người ta cũng không quan tâm, có nghĩa là bởi vì cái nhân vật của em trong phim đó là một nhà sáng tạo nội dung. Thì có thể các bạn sẽ hiểu được nhà sáng tạo nội dung thì trên các cái lĩnh vực, trên các đa nền tảng, và cái cách thể hiện của em khi mà cũng nói chuyện với Steven, anh nói là em cứ là em đi, em đừng có cố diễn, bây giờ em cứ N với L là không khéo là mọi người sẽ thấy là em bị gượng gạo hơn. Thì em cũng nghe ý kiến của mọi người thì em cũng bảo thế thôi cứ L với L kệ đi. Anh đạo diễn cũng có một phân cảnh nha, là anh đạo diễn bắt em là phải ngọng, anh đạo diễn bắt em là phải ngọng, chứ thực tình là em cũng không muốn, nhưng mà anh bảo không, nhưng mà thấy buồn cười thấy vui thì là anh đạo diễn cũng nói như vậy để em có thể là làm thêm. Còn về tập võ thì em cũng chia sẻ với mọi người em chỉ có một tuần để tập, thời gian em cũng lại không có nhiều vì ngoài công việc phim ra em lại còn có những công việc khác. Em không gọi như là phủ nhận cái việc đó. Tuy nhiên thì em cũng có nói với lại bên anh Khôi là có đủ thời gian để tập hay không, hay là bên anh cascader là anh ấy hướng dẫn, thì anh có nói rằng là khi mà lên phim á, bởi vì em bản thân em không chuyên, còn nếu như mà em chuyên em đánh như anh Steven nha, mà em đánh tập tập thật nha, ai tập giả nha, anh Steven anh đánh thật, mà cứ cầm cái kiếm mà cứ vung cái này là bắt đầu là em sợ, em hôi em không dám tập đâu, bởi vì là nhỡ đâu anh vung hẳn vào mặt mình một cái hay sao, thì là em cũng rất là lo. Và thời gian tụi em thì cũng không có nhiều, nên là đây là một sự thiếu sót. Và nếu như mà bộ phim sau hoặc là những bộ phim tới em mà có đánh võ nữa thì chắc em phải tập nửa năm hoặc là cả năm trời em mới làm phim tiếp. Cảm ơn ạ. Vậy thì nhân cái ý đó thì chắc là Thoại cũng đã có ý tưởng là mình sẽ phát triển thêm ngành diễn xuất đúng không? Cũng chia sẻ là em có chia sẻ với anh Hoàng Khôi là đây là bộ phim cuối cùng em đóng. Em sợ mọi người, bởi vì là nắng lắm, rất là mệt. Và có nghĩa bản thân em đi đóng nha là em hay kêu than mệt, nhưng mà các cô chú thì không. Em hỏi ủa tại sao mọi người đi làm được ta mà mình không làm được. Thì sau khi đóng xong em cũng đúng thật là sau khi vừa đóng phim xong em nói với Khôi không, em không đóng phim đâu. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà có khán giả rồi tất cả mọi thứ, khi mà tụi em làm ra thì em thấy là chuẩn bị chắc là được đó, tại vì như chị quản lý chia sẻ thì là đây cũng chỉ là gọi như làm trong chuỗi dự án thôi, thì có thể là sắp tới sẽ là những bộ phim khác, không phải là bộ phim TikTok nữa, biết đâu là bộ phim điện ảnh thì sao.
À, tôi có hai câu hỏi nữa muốn hỏi Thoại. Thứ nhất là về cái phim cổ trang, thì không biết mình thời này, cái sự xuyên không này mình làm vào thời nào, Đinh Lê, Lý Trần hay Nguyễn, và cái sự cộng tác về trang phục, về ý tưởng thì Thoại đã nhờ đến ekip nào và mình đã nghiên cứu tư liệu lịch sử ra sao? Tại vì khi làm phim mình đã nghiêm túc rồi thì mình phải đầu tư để cho nó chính xác về trang phục, về bối cảnh. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai nữa là vừa qua có một số ý kiến trên mạng cũng có nói rằng là Phạm Thoại bây giờ có tiền mà thì cứ đầu tư làm phim thôi, mình có tiền thì mình thích làm gì mình làm. Và cũng có ý kiến là Phạm Thoại bỏ tiền đầu tư làm phim để tẩy trắng cái quá khứ của mình. Thì Thoại nghĩ sao về ý kiến đó? Cho em xin phép trả lời câu đầu tiên nha. Còn câu thứ hai thì... Dạ được ạ. Xin lỗi, anh cúp lời của Thoại. Hình như là cái anh gì đó, anh tên gì? Anh Hùng. Có lẽ hơi 100 điều khó đó với Thoại. Theo như chú nghĩ, thật sự, thật tâm mà nói, chú rất là bất ngờ với cái kỹ thuật biểu diễn của Phạm Thoại. Chú thích cái Phạm Thoại cái gì? Cái đời, cái chân thật. Thoại diễn giống như là không diễn. Giống như là nãy người bạn đã nói là Phạm Thoại cần phải học thêm về kỹ thuật biểu diễn. Đúng. Nhưng mà ở đây, đây là bước đầu tiên. Bước đầu tiên cũng giống như là một người con dâu bắt đầu bước về nhà chồng rồi đó. Và bước đầu tiên thì lúc nào cũng có sự sơ sót của nó. Nhưng cái sơ sót này, đối với chú, cái hiệu quả của cái phim này, hôm nay ngồi tôi rất là an tâm. Không ngờ, tại vì khi mà làm phim á, chỉ được tiếp xúc với lại Thoại những cái đoạn nào có với nhau thôi. Nhưng mà hôm nay coi toàn bộ, cái bất ngờ với cố gắng mình của chú đây á, là không ngờ Phạm Thoại có một cái duyên như vậy. Cái đó thật lòng mà nói. Đồng ý không các bạn? Cái nghề diễn viên này đó, đối với chú mấy chục năm trong nghề rồi. Nhưng mà tới giờ phút này, chú vẫn còn phải học hỏi những bậc đàn anh, kể cả những người mới vào nghề nữa. Tại vì mỗi người có một cái nét riêng. Mà một người diễn viên sân khấu hay là một người diễn viên điện ảnh cần cái sự duyên dáng. Mà ở đây, đồng ý Thoại là một người diễn viên mới lần đầu tiên. Nhưng mà các bạn có đồng ý của Quang Minh là Thoại có một cái nét duyên dáng không các bạn? Hồi nãy á, cái do chú á tên gì? Nãy giờ Hùng á, đồng ý. Mình cần nghe những cái lời phê bình thật thà, đúng. Không phải chỉ khen thôi, không phải chỉ chê thôi. Nhưng mà mình phải khuyến khích. Đừng có khó quá. Dạ, cho em xin cắt lời Quang Minh chút xíu. Thì ngay từ đầu thì em cũng đã, không phải là cái này là vạch lá tìm sâu, nhưng mà em cũng đã ghi nhận cái sự cố gắng của Thoại. Và chỉ là những góp ý với tư cách là một khán giả. Thì chắc là em nghĩ là tại vì em làm nghề báo nên sẽ hơi xét nét hơn chút xíu so với những khán giả bình thường ạ. Không, nhưng mà em phải có cái suy nghĩ là em khuyến khích. Thời buổi bây giờ ai dám ra làm phim mà Thoại dám chơi cái điều đó. Dạ, xin cảm ơn những câu hỏi góp ý của anh Hùng. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Anh Hùng ơi, phim này của tụi em á là chiếu trên TikTok, chiếu trên các nền tảng mạng xã hội, không phải phim chiếu rạp. Anh Hùng ơi, nhẹ nhẹ giùm em anh Hùng ơi. Đạo diễn, đạo diễn nói đạo diễn. Ủa em nhà báo nào vậy? Dạ, em đi báo Mực Tím. Mực cái gì? Mực Tím là đại diện cho trẻ. Đúng không các bạn? Tuổi học sinh. Mình phải tạo một cái nét ngây thơ. Thì đối tượng Mực Tím là fan của Thoại cũng khá nhiều đó. Dạ, em cảm ơn anh Hùng nhiều nha. Sau bây giờ là xin được phép cho ekip trả lời câu hỏi tiếp theo của anh Hùng. Dạ, là câu hỏi tiếp theo của anh Hùng là mình nói về cái vấn đề mà trang phục. Dạ, chắc là với cái này thì để cho đạo diễn trả lời trước ha. Dạ. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của anh. Em trả lời hai câu hỏi của anh luôn mà em nhớ nó còn lại. Thứ nhất là bối cảnh rơi vào thời nào, và thứ hai là trang phục do bên nào và có nghiên cứu như thế nào. Thì ở đây trước là về thời kỳ, em cũng biết là em không làm phim thuần sử, em lại càng chưa đủ tầm để làm phim lịch sử, cho nên em không chọn làm phim sử mà em chọn làm phim cổ trang thôi. Và đó là cái mà tụi em công bố với lại mọi người. Và chính vì em đặt cho mình cái đề bài là cổ trang, cho nên em cũng không dại dột chọn hẳn một cái thời kỳ nào để em quyết định mọi thứ vô đó cả. Bởi vì nếu mà em quyết định vô và em công bố với mọi người rằng đó là thời đó, đó là chúng tôi làm phim lịch sử đó, thì lúc đó mọi người không xem bộ phim của em là phim cổ trang nữa, mà mọi người sẽ xem với ánh mắt của một người xem phim lịch sử. Thì trước là tụi em sai với cái định hướng ban đầu của mình, và sau là tụi em cũng đem đến cho mọi người một cái sản phẩm nó không đúng như tụi em quảng bá. Dạ. Và kế đến là vấn đề về trang phục, thì em khẳng định luôn là trang phục của bên em
Em nói thuần Việt là nhiều khi em bậy, nhưng mà là em lấy cảm hứng từ rất nhiều trang phục của người Việt, ví dụ như là áo Nhật Bình nè, ví dụ như là các trang phục thời xưa, thời Nguyễn, thời rất là nhiều thời kỳ mà nó kết hợp lại với nhau, nó đem lại cái giá trị mỹ thuật cho bộ phim. Nhưng để nói là em xác định thời kỳ nào thì em nghĩ câu trả lời của em nó sẽ tương đồng với câu trả lời với câu trả lời em vừa trả lời với anh khi anh hỏi về thời kỳ, rằng chúng em không xác định một thời kỳ cụ thể nào, mà tất cả chỉ là lấy cảm hứng từ những giai đoạn lịch sử, từ những câu chuyện hư cấu hoặc có thật, và từ những bộ trang phục mà chúng em đã được may mắn nhìn thấy trong các phương tiện báo đài, truyền thông đại chúng. Em cảm ơn anh. Còn câu thứ hai là về cái việc mà mình bỏ tiền mình làm phim để tẩy trắng á, thì không biết Thoại trả lời như thế nào. Thực ra thì cũng chia sẻ với mọi người, nếu như mà bỏ tiền để tẩy trắng như em thì em nghĩ rằng là chắc là ai cũng bỏ tiền để tẩy trắng được. Ai có tiền người ta cũng có thể tẩy trắng được. Em làm phim vì đam mê, và vì trong 6 năm nay em không riêng nói gì phim, nhưng với những sản phẩm em sản xuất ở trên các nền tảng mạng xã hội, mọi người có thể thấy một video của em đầu tư rất nhiều tiền, và em đầu tư những video đó hầu như là để tẩy trắng à. Vậy khán giả xem những video của em có tẩy trắng hay không, hay thực sự là mọi người đang xem những video đó là những video để về nghệ thuật, về cái đẹp? Và đặc biệt em rất là yêu cảnh đẹp Việt Nam. Mọi người sẽ thấy mỗi tháng ít nhất em có một video về cảnh đẹp Việt Nam mỗi vùng miền. Thì đó là cái cách em thể hiện trong bộ phim này cũng vậy. Em thể hiện nét đẹp của Huế, em thể hiện gọi như là trang phục của Việt Nam. Em truyền tải những cái nét đẹp của Việt Nam thôi, chứ không có tẩy trắng gì ở đây. Cảm ơn. Thực sự ra là các bạn rất là ngạc nhiên, là bởi vì sao, là cứ thắc mắc hồi nãy giờ là tại sao mà một cái diễn viên dàn cast mà đã có một cái gọi là đã có những cái vị trí đứng hiện giờ trên và đã tham gia rất là nhiều bộ phim mà vẫn tiếp tục chấp nhận lời mời của Phạm Thoại. Duyên thú thực, khi mà Duyên đọc kịch bản của Phạm Thoại đưa cho Duyên thì Duyên thực sự là Duyên thấy là kịch bản rất là thú vị. Thú vị ở nhiều khía cạnh. Dĩ nhiên vai diễn của Duyên nó là chỉ là một cái cục mốc, một cái cục mốc nhỏ để mà nó phát triển cái sự kiện. Nhưng Duyên có nói với Phạm Thoại là Thoại ơi, chị nói thiệt với em nha, bây giờ em biết chị đang nghĩ em luôn đó. Tại sao chị ra một cái phần, dĩ nhiên cái phần đất diễn này của Duyên á, tuy nó ít nhưng mà nó rất là đắt, rất là đắt trong một cái kịch bản như vậy. Nhưng mà Duyên rất là thích thú về cái cách mở và cách giải quyết cái vấn đề của cái kịch bản, nó rất thú vị mấy bạn ạ. Và khi mà nếu mà nói lại về tại sao mà Duyên lại chấp nhận làm với Phạm Thoại, ai cũng có khởi đầu, ai cũng có khởi đầu. Và bản thân Duyên cũng xuất thân từ một diễn viên múa ba lê, không phải diễn viên điện ảnh, nhưng mà Duyên đã rất là thành công trong điện ảnh, trong bộ phim cũng đầu tiên, bộ phim đầu tiên. Cho nên rằng là Duyên không care cái vấn đề là ai làm đầu tiên hay là ai làm nhiều lần. Và Duyên luôn luôn, Duyên rất là tôn trọng Thoại đã đầu tư và đã có một cái kịch bản sáng tạo rất là chuẩn bị, rất là kỹ lưỡng. Và trong cái từng bước step trong cái chỉ nói là đơn giản cái khâu chuẩn bị thôi cũng làm Duyên rất là ngạc nhiên thật sự luôn á. Phạm Thoại từ cái màu sắc của trên áo, từng cái câu thoại, và khi mà ra hiện trường là cũng là đạo diễn cũng bảo diễn viên kết hợp lại với nhau, ngồi lại kết hợp rồi khi nào mà mình có cảm giác là mình đã tự tin rồi thì mình mới ra sàn diễn. Và trên cái lúc mà quay phim cũng mấy bạn cũng là lia máy quay qua lặp đi lặp lại rất là nhiều, cũng là rất là chuyên nghiệp chứ không phải là làm cho có. Vì vậy cho nên là thực sự ra là nếu mà mấy bạn nói là thực sự là Duyên rất là ngạc nhiên là tại sao mấy bạn lại hỏi câu hỏi đó. Muốn nói nữa nhưng mà thôi. Nói một câu đơn giản thôi là các anh chị em, ví dụ điển hình như là Kiếp Xuân nè, Mỹ Duyên nè, Dũng Quang Minh nè, tại sao phải tham gia vào cái phim này? Một điều đơn giản, người ta nói thì tre tàn thì mang mọc. Với cái tuổi của chúng tôi thì cũng sắp sửa về hưu rồi, không có gì bằng mình sẵn sàng ủng hộ lớp trẻ. Trả lại với cái nghề của Quang Minh, kinh nghiệm trong đời rồi, sau khi nói chuyện với đạo diễn thì cũng có một phần nào mình đoán được cái sự nghiêm túc, một cái sự nhiệt tình của mấy em, và làm việc rất là chu đáo. Cho nên chọn tham gia cái phim lần này là một điều rất là đúng. Đúng không các bạn? Thôi không nói nữa. Chờ Thoại. Thoại nói ở đây của chú Quang Minh, của cô Kim Xuân, cô Mỹ Duyên là những cái diễn viên gọi là thần tượng của em từ khi mà em gọi là mới biết cái TV là gì rồi. Còn em thì chỉ là những cái
Em chắc là thuộc thế hệ mầm non trong diễn xuất thôi, nên là để nó mà kiểu lý do nhận phim của bạn thoại và lý do chê thì em nghĩ không. Em đang trong một quá trình là học hỏi, nên là bất kỳ một cái vai diễn nào của bất kỳ ai, khi mà em đọc được cái vai diễn đó và em cảm nhận là mình có thể sống trong nhân vật đó thì em luôn sẵn sàng tham gia, bởi vì đó là một cơ hội để cho em học hỏi trong lĩnh vực diễn xuất. Còn với chia sẻ một chút xíu về đời tư đi, thì em là cái người nhắn tin cho Thoại và em rất muốn làm việc với Thoại từ năm 2021, lúc mà dịch, lúc mà Thoại bắt đầu đánh Sơn Đăng Thời Trang, là em cảm nhận được một cái mà em hiện tại chưa có, đó là khi mà mình thích một cái gì đó là mình hết mình về cái đó. Khi mà Thoại thích thời trang là Thoại hết mình với thời trang, và khi Thoại làm livestream Thoại cũng hết mình vào livestream, và khi Thoại làm phim là Thoại cũng hết mình với cái phim này. Và có một cái là nãy giờ ekip chưa chia sẻ và em cũng chưa hỏi ý kiến ekip, là kinh phí ban đầu và kinh phí đến khi thực hiện là nó như là x4, tức là lúc đầu là định làm một thôi, nhưng đến khi hoàn thiện xong bộ phim là gấp 4 lần. Là em còn nói Thoại là anh ơi, lần sau anh làm phim á, anh đừng có kiểu nghĩ dài quá, ngay cả từng phân đoạn một em thấy với bảo là ở Sài Gòn, chúng ta em đi quay bảo có những phân đoạn mình có thể lấy Sài Gòn được không? Thoại bắt tất cả ekip quay ở Huế và trong những phân đoạn trời rất là nóng, rất là nắng, hay là cái phân đoạn đánh võ, thậm chí Thoại có thể là cho cái anh các đơ, nhưng không, Thoại vẫn làm hết và chỉ thêm chám một chút xíu thôi. Nên là em cảm thấy là mình cái cơ hội mà mình hợp tác với Thoại nó là một cơ hội tốt của em, chứ không phải là kiểu Thoại mời gì đâu. Thật chí là nếu mà kiểu không có mối quan hệ mà kiểu em biết được cái này mà chắc là em có phải nhắn tin xin như cái lần đầu tiên mà em xin Thoại làm thực trang với em đó. Nên là kiểu Thoại thì thực ra cũng kiểu xin xem độ tuổi em thôi, nhưng mà Thoại đã làm được một cái mà em nghĩ được tầm độ tuổi bọn em, mà nhìn như là kiểu chưa ai dám làm đầu tư một bộ phim chỉ chiếu ở trên TikTok, nhưng mà đầu tư kỹ đến từng trang phục, từng câu thoại, đạo diễn, kịch bản, rồi diễn viên, rồi bối cảnh, hay là cái cách mà Thoại chăm sóc cho cả một ekip sản xuất, để vấn đề về thời gian thôi cũng book cho mọi người đi một cái chuyến bay mà để gọi là hạn chế cả cái việc mà delay nữa. Em thấy kiểu thật sự là rất cảm ơn anh đã gọi là cho bọn em một cái bài học lớn như vậy ạ. Em muốn xin chia sẻ với mọi người luôn là đây là bộ phim cổ trang đầu tiên mà em tham gia. Tại từ đó tới giờ em rất là kiểu không tự tin vào bản thân mình á. Tại vì những bộ phim cổ trang thì mình phải thực sự là cứng nghề và cái gì nó phải chỉnh chu cái đó, nhưng mà thật sự em chưa tự tin. Lần này em cảm ơn Phạm Thoại vì đã tạo ra bộ phim này để em có thể có được một vai diễn cổ trang đầu tiên một cách nghiêm túc. Và em thấy không có lý do gì để em từ chối Thoại. Dạ thì cũng giống như mọi người thôi, thì lúc mà nhận kịch bản đó thì đó là điều quan trọng nhất, là Đằng sẽ đọc xem kịch bản này mình thể hiện như thế nào, nó có được ra, nó có thể hài hước được hay không, nó mình có thể hiện được khả năng mình không. Khi mà mình đọc rồi thì mình cảm thấy là ô thú vị, kịch bản thú vị, và Đằng nghĩ vậy. Sản phẩm nào cũng sẽ có một cái phân khúc khán giả riêng, và đặc biệt ở Phạm Thoại là sẽ là các em nhỏ, và các em nhỏ sau này sẽ là khán giả khi chúng ta lớn hơn nữa. Thì Đằng nghĩ là bây giờ á, cái phân cảnh đó chỉ có Đằng với Thoại thôi, thì mình cho nhau cái niềm tin đi. Thứ nhất, mình tin vào đạo diễn sẽ làm chỉnh chu, và tin vào cô chú anh chị, vì cô chú anh chị chấp nhận vô phim này thì mình tin chắc là nội dung phim này phải ok. Và cái thứ hai và cái tiếp theo nữa là mình tin là hai anh em kết hợp với nhau sẽ tạo ra một cái gì đó nó thú vị. Thì như mọi người đã thấy thì lớp diễn hai anh em chúng em sao ạ? Dạ thì em chỉ muốn vậy thôi, mọi người xem và mọi người thương yêu tụi em thế thôi.